Đúng ạ, nghe dễ hơn đúng chưa ạ, và cộng thêm nó không bị giật. Chắc hôm nay là mọi người đang chuẩn bị xem bóng đá nên là truy cập nhiều lắm anh em ạ. Tình hình này là anh em đang xem học bài nhưng mà nghĩ đến bóng đá thì là anh em thuê cá mập cắn dây mạng rồi. Ờ, anh em hôm nay lười học quá, thuê cá mập cắn dây mạng để cho nó giật Để để khỏi học nghỉ. đúng không ạ? Ờ, để nghỉ thì hôm sau học sau đúng không? Rồi ok, anh Mạnh chia sẻ về cái ban cầm trường nhanh đi anh. Thì đây là trên màn hình của anh nó vẫn ở đây. Đây em chuyển màn rồi. Anh em nhìn trên màn hình đấy đúng không ạ? Thì đây là cấu tạo của van điện tử chúng ta. Thì van điện tử chúng ta dùng có chốt van này, anh em nhìn ạ. Cái thứ hai là phớt cao su. Phớt cao su này có tác dụng là khi mà cái van của ta ấy mà được đóng kín thì nhờ phớt cao su này sẽ đóng kín đường gió phụ của ta. Còn thứ hai nữa là lò xo. Vâng, lò xo là lò xo khi mà chủ van ta không hoạt động, lò xo sẽ đẩy cái chốt van của chúng ta vào để đóng lại đường gió đúng không ạ? Và đây là van điện tử trong là cuộn dây đồng đúng không ạ? Rất là đơn giản thôi. Anh Nguyễn Thuận mà không hiểu ok gì thế như nào nhỉ? Anh Nguyễn Thuận có thể xem lại buổi live stream được. Em thấy hình như thấy hôm nay anh Nguyễn Thuận vào muộn đúng không? À, anh bảo ok đây, anh trả lời ai là ok, không hiểu là ok gì. Đây là cái cấu tạo của cái van cầm truyền nhanh của ta, nhưng mà cái van cầm truyền nhanh của ta nó hoạt động cũng rất là đơn giản thôi anh em nhé. Anh Văn Bình mà hát một bài cho vui đi, thế thì anh em ở đây đánh nhau, đánh cho anh em hỏng người mất. Thì đây là cái mạch của sơ đồ mạch của con van cầm truyền nhanh. Thì anh em nguyên lý là khi chúng ta mở khóa điện đúng không ạ? Động cơ nhấn tín hiệu của CKB sẽ IC sẽ điều khiển dập mát cho van điện tử, hút chốt van điện tử đúng không ạ, để thêm gió vào động cơ đấy. Khi đã đổ máy đúng không ạ, khi đã đổ máy làm động cơ nổ lớn 3 đến 5 giây, IC sẽ ngắt mát van điện tử, van điện tử sẽ tự đóng lại đúng không ạ, đường gió phụ nhờ lực của lò xo. Cái lò xo anh em vừa đấy, anh em vừa làm quen rồi đúng không ạ, nhờ lực của lò xo. Anh em lưu ý nhá, van chỉ hoạt động khi khởi động và tắt bật chìa khóa đúng không ạ. Trở kháng của van điện tử là 24 ohm cho đến 27 ohm. Có hiểu phần vừa rồi không ạ? Chúng ta tương tác giúp em nha. Ôi trời, hôm nay có một câu hỏi của bạn Lê Mạnh thì nó thật sự luôn là mình không biết trả lời thế nào rồi. Bạn bảo là Ablet 125 òa ga ngẫu nhiên khi rút rắc van nghe CV ra, thì một Ablet 125 thì có van nghe CV. Đúng ạ? Rất khó trả lời. Vâng. 125 là dùng van cầm chừng rồi anh. Có nhiều anh em là bị lẫn lộn giữa van nghe CV và van cầm chừng. Nghĩa là cái tên gọi anh. Chúng ta cần anh Mạnh chia sẻ lại một lần nữa không ạ? Hai trăm năm mươi người đang xem mà tình trạng như này không thấy ai comment gì. Chậm quá, máy mạng chậm thế. Đây Đức Mạnh sẽ nói lại lần nữa nhá. Đây là cái sơ đồ mạch điện của hoạt động đúng không ạ? Của van cầm truyền nhanh của ta là dành cho van cầm truyền nhanh của chúng ta là dành cho những xe gì ạ? Có vít chỉnh gió nha anh em nhé, và cảm biến TP rời. Đấy mình nói rõ luôn cho anh em nhá. Khi mở khóa điện động cơ hoạt động đúng không ạ? Động cơ nhận tín hiệu của cảm biến CKV IC sẽ điều khiển dập mát cho van điện tử hút chốt để thêm gió vào động cơ. Khi đổ máy làm động cơ lổ lớn sau 3 đến 5 giây, IC sẽ ngắt mát cho van điện tử. Van điện tử sẽ tự động đóng lại đường gió phụ lại nhờ lực của lò xo. Van chỉ hoạt động khi khởi động và tắt bật khóa điện. Anh em comment xem vừa nãy có nghe được Đức Mạnh nói về cái van cầm truyền nhanh không ạ?
comment lên đây. Mạng giật quá, chẳng biết được nào à. Thấy mạng giật lắm, mọi người có nghe xem được thì mọi người comment lên đây giúp em nha. Ôi giật kinh khủng. Thôi nếu mà có anh em nào ấy, có anh em nào mà về Van ECV mà vào sau không hiểu thì là có thể xem lại nhá. Tại vì mình cũng đã nói rõ là trên những dòng xe gì lắp cái van đấy rồi đúng không ạ? Nhìn trên màn hình của em thì máy hiện nay đang giật rất là nhiều ạ, cho nên là không biết là anh em có rõ không thì không biết nữa. Nên là hỏi lại anh em xem là nếu mà rõ thì anh em phản hồi lên đây giúp em. Nhiều anh em bảo tốt nghe rồi. Nhiều anh em bảo nghe rõ nhưng bình luận lại bị giật. Sao thế nhỉ? Sao mình nhìn cứ bình cứ giật lên nhỉ? Nó cứ nháy màn hình đúng không anh? Nó nháy trắng màn hình luôn ấy. Đấy, máy giật đấy. Không hiểu sao đây nó có kiểu giật bình luận mà máy giật không? Nó cũng hơi giật tí thôi. Rồi ok ạ. Qua bài đi thầy ơi. Đây nhá, cái còn cái cách mà bắt bệnh đúng không ạ? Cái cách mà bắt bệnh của cái van đúng không anh em nhỉ? Đúng không ạ? Cái van này thì bây giờ anh em duy nhất anh em đã tháo đến van ra rồi thì anh em bỏ ra quy anh em cho nguồn cấp vào đúng không ạ? Cho nguồn cấp ắc quy dương âm vào thì cái này anh em khi mà anh em cấp nguồn dương âm của ắc quy vào đây thì anh em cũng không cần thiết là phải đầu nào đầu dương đầu nào đầu âm. Khi anh em cấp vào đây hai dây trên này thì là đầu nào dương được và đầu nào âm được nhá anh em nhá. Anh em hiểu rõ đầu nào dương được và đầu nào âm được. Thì khi anh em cấp nguồn vào đây thì là van điện tử sẽ hút như hình này, anh em nhìn thấy không? Sẽ hút vào. Đúng không ạ? Thì là gì ạ? Anh em kiểm tra trên xe. Đây mình ghi luôn này, nếu hút được vào như hình kiểm tra trên xe. Kiểm tra dây đen trong sáng 12V đúng không ạ? Có điện áp 12V không? Đo thông mạch dây vàng lên chân IC đúng không ạ? Nguồn 12V đủ, dây thông mạch không chạm mát hỏng IC đúng không ạ? Không có nguồn 12V hoặc dây không thông mạch hoặc dây bị chạm mát xử lý dây dẫn đúng không ạ? Nếu đây anh em nhìn rõ ạ, nếu không hút thì hỏng vang đúng không ạ? Đây cách bắt bệnh của cái này cũng rất là dễ. Thì anh em chỉ cần là gì ạ? Thứ nhất là bỏ ra cấp một nguồn 12V vào mát, không quan trọng đầu nào đầu dương đầu nào đầu âm. Khi anh em cấp được 12V vào mát vào thì là van điện tử sẽ hít. Khi mà đã hít rồi thì anh em khẳng định luôn là van của nó tốt đúng không ạ? Cái thứ hai là gì ạ? Cái thứ hai là nếu như mà trên xe của chúng ta anh em kiểm tra điện 12V sau khóa và dây dập mát cho IC đo thông mạch lên, dây không bị chạm không bị đứt dây đúng không ạ? Thì là anh em kiểm tra 12V đủ thì hỏng IC. Còn nếu bị đứt dây hoặc chạm mát thì anh em có thể là kiểm tra lại đây đường dây dẫn đúng không ạ? Còn có một cái trường hợp là anh em bỏ ra để thử van cầm chứng thanh ở ngoài mà không hút van điện tử thì là do là hỏng van điện tử. Đấy, rất là nhanh. Còn van điện tử thì anh em chú ý nhá, đối với những dòng xe trước đời 2018 thì sẽ không báo lỗi. Nhưng nếu như mà sau đời 2018 thì nó sẽ có báo lỗi van cầm chứng nhanh. Đấy. Còn van này hay bị rồ ga là do đâu? Thì anh em phải lưu ý cái nhất là có thể là do cái phớt cao su của chúng ta đấy. Cái phớt cao su của chúng ta bị mòn hoặc bị hở bẩn đúng không ạ? Cái thứ hai là do cái lò xo này chúng ta yếu. Khi mà van không được hút nữa, không được IC điều khiển nữa thì cái lò xo này đóng cái van này lại thì là nó sẽ yếu, nó không đóng được kín thì lượng gió nó sẽ vào cho gây ra tình trạng rồ ga. Đấy, cái van cực kỳ nhanh của ta nó rất dễ ở chỗ đấy thôi đúng không ạ? Còn nếu như anh em nào không lấy ra để không cầm ra để cấp nguồn ắc quy thì anh em có thể đo đúng không ạ?
ở trên trên này em ghi anh em có thể ở đó trở kháng, nhưng mà nhiều khi trở kháng thì không quyết định được vấn đề gì. Anh em cứ lấy cấp nguồn và xem nó hút như nào thì anh em sẽ biết được ngay kết quả. Còn đâu nhiều khi anh em đo trở kháng cũng chưa chắc biết được là có gọi quận dây đồng đã tốt hay chưa, đúng không ạ? Thì là anh em cứ bỏ ra cấp nguồn 12V vào van điện tử, không cần quan trọng phân biệt đầu âm đầu dương, đầu nào đầu âm đầu dương được, anh em chỉ cần cấp nó vào phát là nó hút choạch cái là anh em khẳng định van ngon, còn van không hít là van hỏng. Còn nếu mà van đã ngon rồi thì anh em kiểm tra trên xe, một là dây điện 12V, hai là một dây để IC dập mát, giống như anh em kiểm tra kim phun thôi, cũng như vậy thôi. Nhưng mà có mỗi cái này nó dập mát thì anh em kiểm tra bằng bóng led thì nhiều khi anh em hơi khó thấy bóng led nó sáng, thì đây là Đức Mạnh cũng không lưu ra cái vấn đề đấy để anh em kiểm tra bóng led, đúng không ạ? Khi mà chúng ta kiểm tra bóng led nó không sáng thì nhiều khi là nó cũng hơi khó cho anh em một chút. Còn đâu là khi mà cái này của chúng ta ấy là nhiều khi anh em cũng không để ý là nó hoạt động hay không, tại vì cái thứ nhất là cái đời trước đời 28 Đức Mạnh đã nói rồi là nó sẽ không báo lỗi, đúng không ạ? Anh Đinh Minh Tiến bảo van cầm chừng nhanh, xoay vít gió vào thì xoáy ra hết, vít vào được, vào thì được, xoáy ra hết thì không đạt 1.700, chỉ được 1.400, có cách nào chỉ không thầy, chỉnh không thầy? Nghĩa là anh ấy xoáy vít chỉnh gió vào. Thì cái vòng tua máy nó rất nhiều yếu tố, ví dụ như tẩu buji mình đã nói, tẩu buji rồi áp bơm nó ra không đủ, đúng không ạ? Kim phun của ta bị tắc, nó rất nhiều yếu tố để gây ra tình trạng mà chúng ta không tăng được gang thi, hoặc là có thể là IC chúng ta chưa cài đặt độ cao, nó gây ra tình trạng đấy, nên là anh em phải lược bỏ từng dần hết, đúng không ạ? Chứ không phải là anh nói một hai nguyên nhân là do cái trường hợp đấy được, tại vì nó rất nhiều nguyên nhân khi anh em không tăng được nổi gang thi lên đủ 1.600 cho đến 1.700, thì cái đấy có vấn đề là nó rất nhiều cái yếu tố, anh em phải khoanh vùng được những yếu tố gì nó gây ra những cái đấy. Còn đâu là những anh em mà đang dùng tài liệu rồi thì mình cũng đã lưu cho anh em rồi, thì anh em cứ kiểm tra từng bước một. Nhưng mà anh em kiểm tra từng bước một thì anh em phải kiểm tra đến bước nào là phải biết được là bước đấy của mình đã ngon và chắc chắn rồi, đúng không ạ? Nói chung là bắt đầu vào cái van điện từ, van điện tiết các thứ này, với cả van avabo của thông hơi bình xăng các thứ, thì cái nguyên lý hoạt động nó như nhau, anh em có thể kiểm tra nó rất là dễ, mà nó cũng khá là đơn giản, nó không có gì phức tạp cả. Đấy, nên là các cái này là mình trôi qua bài nó rất là nhanh, nó không phải như là hệ thống cảm biến. Cảm biến thì anh em phải cần phần phải hiểu về cảm biến. Còn cái van này thì nó thật mấy anh em, khi anh em bị hỏng mà xe không vào lỗi, anh em có thể bỏ van này được mà. Bỏ van này thì cũng có gây ra tình trạng khó nổ đâu, chẳng qua là đề anh em phải kéo ga thôi. Lúc buổi sáng ấy, buổi sáng nổ lại đề anh em phải kéo ga thôi. Còn khi mà cái lúc máy nóng rồi anh em chẳng phải kéo ga làm gì cả. Đấy là kể cả khi anh em bỏ van này đi luôn. Đấy, mình cũng nói rõ cái quan điểm là như thế. Còn đâu là bỏ van này trừ khi đối với dòng xe 2018 đổ lên lại về đến năm 2021 thì van này ta bị hỏng nó sẽ báo lỗi. Đấy anh em nhớ rõ cho em nhé. Còn rồ ga mình cũng đã nêu ra những cái rồ ga do cái van này gây ra thì anh em làm nên lưu ý. Đúng ạ. Còn cái vấn đề gì chúng còn phải chia sẻ không anh? Đây là tạm thời đến vậy, tại mạng nó hơi chạm. Vâng. Một có thể nói chuyện chút. Mạng hơi chán thì khi cũng hơi bị. Anh em có thắc mắc về van cầm chừng nhanh không ạ? Và anh em thấy là Đức Mạnh chia sẻ cách này cũng có nhanh không ạ? Các anh em tương tác lên đi ạ, mạng đỡ giật hơn rồi đấy ạ. Anh Mạnh vừa chia sẻ các anh em có hiểu không? Mọi người tương tác vào giúp em nhỉ. Gần 10 giờ rồi đấy anh ạ. Thì Nguyễn Trung ơi, cái này thì để mà nó thật sự luôn, đến nó báo lỗi thì là bạn phải thay IC. Nếu mà trường hợp xe nó có báo lỗi bạn phải thay IC, đúng không? Còn nếu mà trường hợp nó không báo lỗi thì bạn có thể bỏ van được, không phải cần thiết phải chế. Đấy, mình cũng nói rồi, bỏ van đi thì nó chẳng gây ra ảnh hưởng gì cả, đúng không ạ? À, có anh em đấy, đúng rồi, hôm nay là toàn là anh em lười học, thuê thuê cá mập rồi, thuê cá mập cắn dây mạng rồi, sao giật thế, đúng không? Nên là khi mà xe rồ ga ở van DCV và ở van cầm chừng nhanh em đã chia sẻ với anh em rồi, thì anh em cũng nên lưu ý
Còn mảng gì để chia sẻ nốt đi anh Mạnh thì chúng ta dừng chương trình đi. Ok, Nhân Nguyễn bảo em đã hiểu. Không, các cái van này nó rất là dễ thôi. Thấy anh em được bỏ có đâu thì Đức Mạnh cũng đã nói trên cái buổi livestream hôm qua của Đức Mạnh ở chế fanpage của Đức Mạnh rồi. Đức Mạnh cũng đã nói là cái chuyển màn hình đi. Những cái buổi mà dạy học online miễn phí như này thì là cái nền tảng Đức Mạnh gọi là nền tảng cơ bản thì Đức Mạnh có thể truyền đạt và cho anh em. Nhưng trong khi đấy là để khi mà anh em làm cứng về xe hay không thì là cái thứ nhất là anh em phải chịu khó trau dồi thêm kiến thức. Có nghĩa là bản thân bọn em cho anh em cái kiến thức ở đây thì anh em cũng chỉ là nhớ và hiểu được, đúng không ạ, là cái vui rồi. Nhưng mà theo Đức Mạnh cũng chỉ nói với anh em là anh em chỉ được 40% thôi. Còn 60% còn lại là quyết định ở bản thân anh em. Thứ nhất là bản thân anh em có chịu rèn luyện hay không, đúng không ạ. Cái thứ hai là có chịu học hỏi thêm về để mà cập nhật thêm những cái ví dụ công nghệ, là ví dụ như phân tích chuyên sâu về thông số hiện hành, rồi khóa smart key, rồi đèn led, đúng không ạ, còn rất nhiều cái nữa. Nên là Đức Mạnh hôm qua hôm trước like trên cái fanpage Đức Mạnh cũng nói rồi là anh em cố gắng lên rèn luyện, còn đâu là đừng có chủ quan. Mà thấy hôm nay dễ hiểu là về không chịu rèn luyện gì thì là cái vấn đề là anh em sẽ rất dễ quên. Tại vì em dạy rất nhiều học viên, em dạy rất nhiều học viên là trẻ tuổi cũng dễ hiểu, xong đến lúc chủ quan 2-3 tháng sau không đậu vào cái là lại quên đâu lại vào đấy hết. Đấy là Đức Mạnh cũng có lời muốn nói đến anh em là mong anh em cũng chịu khó. Còn đâu là như anh em cũng đã ủng hộ cái chương trình này là Phụ Tùng Xem Chi và Đức Mạnh ô tô cũng đã cảm thấy là rất là vui rồi, đúng không ạ. Còn đâu thì có rất nhiều anh em còn nói là Đức Mạnh mở một khóa phân tích số hiện hành đi, thì là cái này thì nó thật sự luôn cảm ơn tất cả tình cảm anh em đã dành cho Đức Mạnh ô tô. Còn đâu là cái này thì anh em cũng có thể chờ, tại vì Đức Mạnh còn sắp xếp công việc. Nếu mà sắp xếp công việc được thì Đức Mạnh sẽ đăng lên trên fanpage hoặc là trên Facebook cá nhân của Đức Mạnh ô tô là sẽ báo giá tiền và học phân tích thông số hiện hành. Thì anh em nào mà gọi là tin tưởng Đức Mạnh ô tô thì ok, là về đội của Đức Mạnh, đúng không ạ. Còn đâu là anh Đức Mạnh không muốn nói gì là nhiều, thì tại vì Đức Mạnh là người thực chiến hay làm thực chiến thì là Đức Mạnh sẽ có cách là để cho anh em dễ hiểu nhất, thì cũng giống như anh em cũng đã xem chương trình này rồi. Còn đâu Đức Mạnh cũng nói luôn một cái vấn đề nữa là cái những cái chương trình học mà Đức Mạnh chia sẻ lên đây cho anh em thì Đức Mạnh cũng nói thề luôn nhá, thề với tâm của Đức Mạnh luôn nhá, Đức Mạnh dạy anh em kiến thức cơ bản như này là chi tiết hơn là được so với ngày xưa Đức Mạnh đi học rất nhiều. Anh em phải hiểu thế nhá, chi tiết hơn Đức Mạnh ngày xưa đi học rất nhiều. Đấy, nếu mà anh em mà không chịu khó ôn luyện thì cũng là vứt. Đấy, nó thật sự luôn. Còn ngày xưa ấy, Đức Mạnh nói là Đức Mạnh đi học ở đây cũng có những anh em là, mình cũng xin nhắc lại vấn đề đấy, là cũng có anh em là đồng môn cả Đức Mạnh luôn. Nhưng mà ngày xưa em có được là chỉ cách giả lập đâu, đúng không ạ, không có xe cũng có được thực hành nhiều đâu, đúng không ạ. Mà trong khi đấy là cái mạch địa, mạch dơ le, bốn dơ le nhiều khi còn chẳng hiểu, học xong về chả biết cái gì luôn, đúng không ạ. Đấy là cái đấy cũng phải do cái thứ nhất là ai, Đức Mạnh không phủ nhận cái công của thầy dạy mình, Đức Mạnh vẫn tôn trọng người thầy đấy, là mình vẫn tôn trọng. Nhưng mà đây là Đức Mạnh nói thẳng luôn đây, Đức Mạnh chia sẻ miễn phí, thậm chí hình ảnh làm nhá, và cộng thêm nữa giảng dạy là Đức Mạnh còn cảm nhận là kỹ hơn so với đợt trước Đức Mạnh còn được đi học. Anh em phải hiểu như vậy, nguyên lý hoạt động các thứ rồi như thế nào, van như nào được Đức Mạnh nói hết cho anh em. Còn nếu Đức Mạnh ngày xưa đi học là chỉ có ngồi chép này, trở kháng bao nhiêu này, đúng không ạ, trở kháng van ECV 120 ôm đến 160 ôm đo, nếu mà không được trở kháng như thế thì hỏng van, đúng không, dây không thông mạch không chọn mát. Chỉ có như thế thôi, không phải là chi tiết. Đây mình dạy online nhưng mà thật sự với anh em là mình cũng dạy khá, mình cũng truyền đạt lại khá chi tiết cho anh em, đúng không ạ, chứ không phải là không. Thế nên là mình cũng mong muốn là khi anh em học xong cái này thì anh em cũng, rất nhiều anh em đã có những cái góp ý bảo với Đức Mạnh là cảm ơn Đức Mạnh Moto và Phụ Tùng Xem Chi đã làm cái chương trình này rất là bổ ích.
và anh học bài thì Đức Mạnh cũng hỏi luôn, Đức Mạnh bảo thế anh học mấy hôm vừa rồi có hiểu không, thì anh rất nhiều anh em cũng bảo là hiểu bài, kể những anh em là 40-50 tuổi, các anh 40-50 tuổi vẫn bảy rất là dễ hiểu. Nhưng mà Đức Mạnh cũng nói luôn là thôi anh ạ, anh dễ hiểu bây giờ nhưng anh em các anh cũng có tuổi rồi thì các anh lên ôn luyện đi một chút để giữ được cái kiến thức trong đầu mình. Khi mà cái kiến thức nó đã giữ được trong đầu rồi thì anh muốn quên không được đâu. Đấy thì là em cũng chỉ mong là những anh em có thể là vào trong cái nhóm có thể là lúc nào rảnh rỗi anh em có thể xem lại cái video Đức Mạnh truyền đạt lại cho anh em, thì để anh em luyện cái nền tảng cho vững chắc đi, thì sau khi đấy anh em sẽ bắt đầu là vào thông số hiện hành. Khi anh em vào thông số hiện hành rồi xong bắt đầu anh em lại thích đi học thì anh em lại đi học về smart key, đúng không? Anh em đi sâu về smart key xong anh em đi dần vào đèn led, anh em cứ đi từng bước một giống như Đức Mạnh thôi. Đức Mạnh mới đầu cũng thế thôi, Đức Mạnh đi học FI giống như anh em thì mới đầu cũng chỉ gọi là mong muốn là cái cơ bản để mình bắt bệnh khi xe báo lỗi và cộng thêm nữa làm nhanh, thì là cái đấy là khi đấy Đức Mạnh cũng phải làm như thế thôi, cũng phải làm những cái bước đấy. Khi Đức Mạnh đã chắc về những cái là bắt bệnh những đứt dây đứt giết các thứ rồi báo lỗi, nó mới chắc về vấn đề đấy rồi bắt đầu luyện về thông số đấy. Khi mà Đức Mạnh luyện về thông số xong ok rồi thì Đức Mạnh bắt đầu là chuyên sâu vào smart key. Đấy, bắt đầu Đức Mạnh mới đi vào smart key. Thì khi đi vào smart key phát thì đúng thật thề luôn là Đức Mạnh vào học xong là cũng về cũng không chưa hiểu gì đâu, nhưng Đức Mạnh mua một đống smart key về nhà, đúng không ạ, về nhà nghịch. Thì chứ vì sau là cũng ok về smart key rồi thì bắt đầu là Đức Mạnh mới tiến dần đến đèn led. Đấy, tiến dần đến đèn led và đồng hồ audio đấy và IC. Thì đấy là cái cũng mong là cái bước đi của Đức Mạnh từng bước để cho Đức Mạnh được cái kiến thức như bây giờ, thì Đức Mạnh cũng muốn truyền đạt lại cho anh em là đi từng bước giống như Đức Mạnh đã đi, chứ cũng đừng lên lôn nóng là lúc này tôi làm FI là tôi phải làm được khóa smart key. Anh em đừng lôn nóng cái đấy, anh em tập trung vào một cái. Khi anh em tập trung được một cái, khi anh em đã trách tay một cái rồi thì anh em vươn thêm cái khác thì nó rất là nhanh. Còn anh em mà cứ FI mơ hồ do anh em học smart key mơ hồ nữa thì hai cái mơ hồ anh em chẳng giải quyết được nhiều việc đâu, đúng không ạ? Khi FI mơ hồ và smart key mơ hồ, anh em vào phanh ABS cũng mơ hồ lốt, xong lại vào đến đèn led cũng mơ hồ thì lúc đấy em gọi đến kiểu bị loạn hết kiến thức, đúng không ạ? Thứ một tí. Đấy là cái cách mà Đức Mạnh đi từng bước một để cho mình chắc tay. Thì làm Đức Mạnh cũng muốn chia sẻ cái cách gọi là từng bước một của Đức Mạnh để cho đến bây giờ Đức Mạnh được như bây giờ, gọi được tay nghề như bây giờ, thì đấy là Đức Mạnh cũng muốn chia sẻ lại cho anh em. Trước đây là mình không có chém gió hay buffet gì nhá anh em nhá. Đấy thì mình cũng mong anh em làm từng bước giống như Đức Mạnh thôi, chứ đừng lên lôn nóng quá là anh em muốn là tôi học xong một phát là tôi đã làm được hết. Cái đấy là rất khó anh em nhá. Tại vì anh em cứ chắc tay với FI là cơ bản nền tảng á. Xong bắt đầu là đến gì ạ? Đến là thông số xong bắt đầu anh em mới đi sâu smart key. Đi sâu là anh em phải làm được. Khi anh em có máy, anh em phải làm được là gì? Mặc dù mình Đức Mạnh làm ở ngoài này cũng có anh em có máy Motocad 7. Nhưng đến khi mất chỉ khiển vẫn phải cầm ra Đức Mạnh để làm. Đúng không? Rõ ràng có Motocad, có smart tool nhưng vẫn không chịu khó học để mà tự mình làm ở nhà, lại vẫn phải mang ra Đức Mạnh. Đấy, nhưng mà đấy là cái bản thân anh em mình phải cố gắng. Khi mà anh em xong cái đấy rồi, bắt đầu anh em đi sâu vào hay zip mã hack mã ID rồi sao chìa sao chiếc rồi đổ phần mềm của smart key, smart keo các thứ, đúng không? Kể cả bây giờ anh em phải chắc với FI thì anh em mới kể cả bây giờ anh em muốn làm remap thế thôi, thì anh em phải chắc với FI rồi anh em mới làm remap, đúng không ạ? Chứ đâu phải là tự nhiên bỗng dưng mình làm remap đâu. Anh em công nhận được Đức Mạnh không? Đấy, nên anh em cứ đi từng bước một thôi. Cái chắc, các cụ nói là chắc mà chậm. Đừng có cần là anh em phải học phát, anh em phải tóm được hết tất cả những cái trên xe để làm được. Thì cái đấy này, nó thật với anh em là mình bị như thế là nóng vội quá. Đấy. Anh Hưng Nguyễn bảo học bao nhiêu buổi vậy anh? Học cái gì bao nhiêu buổi ạ? Anh Hưng Nguyễn ơi, anh bảo là học cái gì bao nhiêu buổi ạ? Hôm nay bắt đầu từ buổi livestream chia sẻ miễn phí là anh em chúng em đã lên sóng số này là số thứ 7 rồi đấy ạ. Không, còn kể cả nếu nói kể cả nó mình nói thôi nghiêm túc luôn, kể cả mình vẫn tôn trọng cái người thầy của mình. Mình vẫn dám khẳng định luôn tên anh Hoài Thanh và cộng thêm nữa là ở Kinh Môn Hải Dương đó, là chính xác là người dạy Đức Mạnh mô tô về cái FI này. Nhưng mà nói thật sự luôn, kể cả có anh ý xem ở cái livestream này đi chăng nữa thì mình cũng nói luôn là khi mà bắt đầu đi vào đến FI thì mình cũng bận việc ở nhà, mình về hai hôm vào, đến khi mình vào trong đấy thì qua FI rồi đâu.
Thì đúng thật sự luôn là có thằng cô em Hoàng, nó người Bắc Giang, làm vì sao Đức Mạnh nói thật luôn là phải chụp cái hình ảnh ấy, cái hình ảnh nó ghi chép được ở trong cái buổi học đấy, thì bắt đầu là Đức Mạnh mới về để ôn luyện đấy chứ. Đấy nên là thực tế mà được học trực tiếp là Đức Mạnh cũng đã được học đâu. Tại vì sau cái khóa đấy thì thầy giáo cũng bảo là để đến khóa sau thì đến FI thì anh gọi em xuống nhé. Thì đến lúc khi mà gọi Đức Mạnh thì Đức Mạnh không xuống. Đức Mạnh bảo thôi em ở nhà em ôn được. Đấy để nói thật với anh em là như thế. Còn đâu là anh em cố gắng đi từng bước một thôi. Chứ đừng có cần thiết là bục phát là anh em làm cả SMATKEY cả FI cứng. Cái đấy làm sao cứng được luôn anh em. Cứ từ từ từng bước. FI cứng, cái nền tảng FI anh em cứng đã đi được nhớ hết rồi, bắt đầu là đi dần dần cao lên. Chứ còn anh em cũng không đừng cho để cái phong thái của chúng ta bị tụt lùi, đó là cái nghề ta tụt lùi. Ví dụ như bây giờ như anh em nào chưa cứng với FI thì anh em bị tụt lùi. Cái thứ nhất là một là về FI, thứ hai là về thông số, thứ ba là về SMATKEY, thứ tư là về Final Bass, thứ năm là về đèn led, là anh em bị tụt lùi 4 bước rồi, đúng không ạ? Đấy là anh em bị tụt lùi 4 bước rồi. Còn có những anh em trong này thì cũng đã cập nhật được rơi tầm khoảng 5 bước, đúng không ạ? 5 bước hoặc là có thể 4 bước hoặc 3 bước. Nhưng cái đấy thì đừng lên quan trọng. Anh em cứ chịu khó đi từng bước một thì là anh em sẽ thành công. Giống như Đức Mạnh thế thôi. Ngày xưa Đức Mạnh học thì Đức Mạnh cũng lúc ôn luyện đấy, Đức Mạnh dồn vào cái đầu tiên là FI đã. Đấy, thì FI xong cái bắt đầu Đức Mạnh mới dồn vào SMATKEY đã. Các cái khác chưa quan tâm. Dồn vào SMATKEY bắt đầu lại dồn vào Final Bass. Dồn Final Bass xong bắt đầu lại dồn vào đèn led. Đấy, cái đấy là mình dồn tổng lực các cái trí nhớ của mình vào đấy để mình học. Thì đến khi đấy là cái kiến thức mình dễ nhớ hơn. Chứ anh em mà nhớ nhiều quá là cũng bị loạn. Thật sự luôn, đấy là Đức Mạnh chia sẻ đúng chính xác cái lịch trình học của Đức Mạnh để khi mà cái tay nghề của Đức Mạnh được như bây giờ. Đấy, à mới cả còn một cái nữa là khi mà đã làm Honda và Yamaha ngon rồi như anh em nhé, là giờ của Piaggio lại còn vẫn còn phải học tiếp. Đấy, để thề luôn. Đúng là FI Honda ngon rồi, Yamaha làm cũng được rồi, nhưng mà đến khi đấy lại phải cày về FI của xe Piaggio. Đấy, đấy, nhiều khi là đi từng bước một cũng vất vả đấy anh em ạ. Anh Đình Báo bảo là mình thấy còn nhiệt tình hơn anh em ở thợ FI ở khu vực mình, vẫn còn tìm nhau và thịt luộc chấm bột canh nóng. cái câu hỏi mà anh Hưng Nguyễn hỏi là học online hôm nay là buổi thứ 7 thì bao nhiêu buổi là hết vậy anh Mạnh? À, cái này thì chắc là cũng chỉ còn rơi tầm khoảng 2 đến 3 buổi nữa thôi anh em ạ. Vâng, chắc đây là chỉ còn 2-3 buổi đây FI cơ bản mà anh em. Đây là dành cho những người mà chúng ta chưa nắm được cái nền tảng về FI thì chúng ta sẽ học cái khóa này. Cái FI cơ bản này là để mà nói thật sự luôn là dạy, kể cả trong khóa của Đức Mạnh là dạy FI cơ bản và dạy phân tích trong vận hành, kể cả học buổi tối cho anh em đang học tại hiện tại cửa hàng thì nó chiếm mất rơi tầm khoảng là 15 buổi rồi. Vâng. Nhưng đây anh em mình là đang chiếm là buổi này buổi thứ mấy rồi em nhỉ? Thứ 7 rồi ạ. Buổi thứ 7 rồi. Nếu có 3 buổi nữa tròn 10 buổi và 5 buổi là phân tích trong vận hành. Dạ. Đấy, nếu như lịch trình học của Đức Mạnh là dạy buổi tối cũng như vậy thôi. Vâng. Nên là anh em đây là mình chia sẻ là mình cũng nói thẳng luôn, đấy là lịch trình dạy là cũng bằng với lịch trình kia, nhưng không phải là dạy online miễn phí là mình giảm bớt đi đâu nhá anh em nhá. Là mình giảm bớt đi là mình không dạy tử tế. Đấy là mình nói rõ quan điểm luôn. Anh Văn Vũ Văn bảo là cảm ơn anh đã nói đúng, phải rèn luyện nhiều, không nắm vững thông số phân tích được thì có tầm cầm smart tool trên tay cũng bằng không thôi. Nói chung là mua máy về mà không biết khai thác cái tính năng của máy mà không sử dụng hết giá trị, đúng không ạ? Thứ nhất là gì? Thứ nhất là khai thác máy. Thứ hai là cách đọc thông số trên máy để bắt bệnh nhanh. Cái đấy là rất là quan trọng. Dạ. Đúng không ạ? Và để giải quyết khâu giải quyết công việc của anh cho trôi việc còn nhanh. Đấy là cái khâu rất là quan trọng. Đấy là mình Đức Mạnh nói thật sự với anh em là như thế. Nhiều anh em mua máy như anh Mạnh kể là mua về để cho nó mới, cho nó đẹp đúng không ạ? Cất kỹ vào. Không phải, bây giờ anh em phải hiểu nhá, có những anh em bỏ số tiền 15-16 triệu đúng không? Có những anh em bỏ ra 24 triệu mua cả motocan, motobook khi trong cái đấy kiến thức đã bị rộng. Vâng. Anh em hiểu như mình không? Kiến thức đang rộng. Kiến thức đang rộng anh mua máy về làm gì? Cái tiền đầu tư kiến thức nó chỉ có rẻ hơn gấp bao lần của 5 triệu thôi. Đúng không? Có những khoa học 5 triệu, 7 triệu. Mà tại sao lại đi mua một cái máy mà trong khi đấy cái đầu mình chưa có một cái gì thì mua cái máy làm gì? Đúng không ạ? Xong đến lúc mà không dùng được thì bắt đầu lại lên cho lên mạng giao bán là
mua máy về không dùng, dùng được mỗi một lần, anh em làm mua lại tôi bán lỗ cho anh em rơi tầm 5-6 triệu. Dạ. Đúng không ạ? Thì sao, tại sao anh em không là trang bị kiến thức đi đã, đúng không? Khi anh em đã hiểu được hết rồi về điện FI rồi, anh em đã có kiến thức rồi, thì đến lúc đấy là chính cái bản thân anh em mình sẽ khai thác được triệt để cái máy đấy. Khi anh em đầu tư cái máy, anh em sẽ khai thác triệt để cái máy đấy là để kéo tiền về cho mình và tạo doanh thu. Nhưng mình thấy là nhiều anh em chưa có học, học hết gì, cắm máy còn, xin lỗi luôn anh Đức Mạnh nói xin lỗi luôn, cắm máy còn chết IC. Đúng không anh em, cắm mô can còn chết cả IC, mô can nó không có rắc, cắm 3 dây là cắm lớn ngớ, cắm phát còn chết cả IC cơ. Đúng không anh em? Nhưng mà vẫn mua máy. Nhưng mà cái bỏ tiền ra mua kiến thức thì lại không bỏ. Nhưng bỏ cái tiền ra mua máy để làm gì? Để tạo lên cái hình ảnh cửa hàng, nhưng mà lại không biết dùng. Thế tạo kiểu gì anh em? Đúng không? Không có kiến thức để dùng máy thì tạo hình ảnh lên cửa hàng làm gì? Khách đến là lôi ra bảo tôi có máy chuẩn đoán này đúng không ạ? Nhưng mà trong khi là máy chuẩn đoán mình chưa xử lý được, không khai thác hết giá trị của nó, rất là lãng phí đúng không ạ? Đúng không anh em? Chứ còn bây giờ để mà nói mua máy về mà trong như đấy là kiến thức chứ không trang bị, thì mua máy về cũng gọi là vô hoàn vô tác dụng. Dạ. Nên mình cũng nói là anh em phải trang bị cái kiến thức đã, rồi hãng máy, đúng không ạ? Chứ còn bây giờ anh em chưa, ở ngoài Hà Nội rất nhiều anh em có lượng việc cũng đông, nhưng mà cái máy anh em nào cũng mua, nhưng mà kiến thức thì không biết, nó không có một cái gì cả. Mình bảo rồi, dùng Motocan, Smart Tool bị mất quá Smart Key hay là bị vấn đề gì với FI vẫn phải mang sang Đức Mạnh ô tô làm. Đúng không ạ? Thì anh em trang bị máy về làm gì, là để giải quyết những cái công việc cho mình, thứ nhất là tại cửa hàng cho nhanh. Thì đằng này là mua về, vẫn mua 20 mấy triệu về xong là làm mỗi chìa khóa, không có kiến thức không làm được. Nào. Không làm được thì thôi, vẫn phải mất tiền cho thằng khác. Đúng không? Anh em công nhận không? Nhưng mà Đức Mạnh cũng thấy là rất buồn cười là bỏ tiền ra đi học kiến thức là rất ít tiền, nhưng mà tại sao mà không học mà lại bỏ tiền ra mua một cái máy, máy về mà trong khi đấy là mua máy về mà không sử dụng được cơ. Anh Đinh Mão vào lúc nào mở khóa học thông số cho mình đăng ký một chân nhé. Ok ạ. À, anh này ra chỗ khác chơi đi anh. Không phải, nhiều khi mình cũng thấy có rất nhiều anh em nó có rất nhiều có những cái câu nói rất là hay, anh em kia mình cũng chỉ gọi là chia sẻ đây thôi. Vâng. Rất nhiều nói, người nói bảo đúng đồng tiền mình mà bỏ tiền ra mua kiến thức thì không bao giờ là thiệt. Vâng. Đúng không? Cái cả Đức Mạnh bỏ tiền ra mua kiến thức thì Đức Mạnh thấy chẳng bao giờ là thiệt cả. Ở đây anh Lê Khánh Hoàng có một cái comment là đúng rồi, ở chỗ mình có máy hết Honda trang bị máy rồi lòe khách hàng là có máy siêu âm xe. Nghe tinh vi nhỉ? Máy siêu âm thì quá kinh khủng rồi. Thế thì là chắc hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng cái chương trình sớm để anh em chuẩn bị vào giờ bóng đá đúng không ạ? Thì cảm ơn tất cả anh em hôm nay đã vào cùng tương tác, chia sẻ cùng anh em chúng em trong cái số lên sóng thứ 7. Và tiếp tới thì chúng ta sẽ học một vài cái mạch nữa và chúng ta sẽ kết thúc sớm cái khóa học online cơ bản. Thì rất mong là những buổi sau anh em chúng ta sẽ ôn bài, kiểm tra những thông tin để trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để sau này muốn nâng cao hay là muốn học về phân tích thông số hiện